Tròn một năm về trước tại World Cup 2022, Argentina của Lionel Messi đã đánh bại Pháp một cách đầy kịch tính để lên đỉnh thế giới. Ngày 18 tháng 12 năm 2022, Argentina có lần thứ 3 vô địch World Cup sau chiến thắng trong loạt sút luân lưu ở trận chung kết đầy gay cấn với Pháp. Kylian Mbappé trở thành cầu thủ thứ hai lập hat-trick trong trận chung kết World Cup, làm lu mờ hai pha lập công của Messi trong trận đấu. Nhưng bất chấp những bàn thắng của siêu sao sinh năm 1998 giúp Pháp cân bằng tỷ số 3-3 sau hai hiệp phụ, các pha sút phạt đền hỏng ăn của Kingsley Coman và Aurelien Tchouaméni đã khiến Leblius không thể lên đỉnh thế giới hai lần liên tiếp. Sự nghiệp đáng kinh ngạc của Lionel Messi đã thực sự viên mãn sau cái đêm huyền thoại 18 tháng 12 năm 2022 tại Luseo, Qatar. Đội trưởng Argentina cuối cùng đã có thêm huy chương World Cup vào bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của mình. Sau hàng tá những vinh quang tại Champions League, La Liga, League 1, Copa America, Cúp Nhà Vua, và Messi cũng để lại dấu ấn đậm nét với người hâm mộ. Hai bàn thắng trong một trận chung kết đầy kịch tính, cộng với quả phạt đền thành công ở loạt luân lưu, đồng nghĩa với việc El Pauga đã làm mọi cách để mang lại vinh quang được chờ đợi từ lâu cho Argentina. Anh cũng giành được giải thưởng quả bóng vàng World Cup 2022 với tư cách là cầu thủ hay nhất giải đấu. Những điều trên có kết thúc cuộc tranh luận về GOAT vĩ đại nhất lịch sử hay không? Chắc sẽ là không. Sẽ luôn có những người ủng hộ Cristiano Ronaldo, Diego Maradona hay Pele hơn Messi. Nhưng giờ Messi đã có World Cup trong bộ sưu tập danh hiệu kỳ vĩ của mình và nhiều người khẳng định rằng Messi sẽ không quan tâm chút nào đến cuộc tranh luận bất tận về việc ai thực sự là người vĩ đại nhất mọi thời đại. Nhưng điều quan trọng nhất đối với Messi là không ai có thể chỉ ra một danh hiệu vô địch lớn còn thiếu trong sự nghiệp của anh. Giờ đây, M10 không chỉ nâng cao nó mà còn dẫn dắt và truyền cảm hứng cho Argentina đến thành công, giống như Maradona đã làm ở Mexico năm 1986. Qatar 2022 là giải đấu của Messi. Anh đã ghi bàn trong mọi trận đấu, ngoại trừ trận thắng ở vòng bảng trước Ba Lan khi siêu sao sinh năm 1987 bị cản phá một quả phạt đền bởi Wojciech Szczesny. Những bàn thắng đẹp mắt vào lưới Mexico và Úc, những đường kiến tạo tuyệt vời cho Nahuel Molina và Julian Alvarez lần lượt đấu với Hà Lan và Croatia và trong trận chung kết với Pháp, anh dẫn dắt Argentina đến chiến thắng bằng cách ghi bàn từ quả phạt đền trong hiệp 1 cùng sự tỏa sáng ở hiệp phụ và trên loạt sút luân lưu định mệnh. Đây là giải đấu hoàn hảo đối với Messi về mọi mặt. Sự tô điểm hoàn hảo cho một sự nghiệp vô song.